Chào mừng các bác đến với máy photo Ngân Hà Việt. Video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bác cách photo phóng to thu nhỏ đối với máy photo Zicon. Phóng to thu nhỏ từ các khổ giấy chuẩn, rồi là phóng lên từ A4 về A5 hoặc từ A3 về A5, rồi từ A4 lên A3, từ A3 về A4, từ A3 về A5, hoặc là chúng ta phóng lên những cái phần trăm nhất định. Tôi muốn là không phải photo 100%, tôi muốn nó thu nhỏ lại một chút để cái đóng lè chẳng hạn, thế tôi có thể photo 90%, 92%, 95%. Thì video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bác cách chụp photo chúng ta thu nhỏ như vậy. Đầu tiên là các bác bấm vào cái phần copy cho tôi. Tiếp theo là chúng ta muốn photo phóng to thu nhỏ lên. Ví dụ tôi muốn phóng cái bản A4 này lên A3 thì tôi sẽ cho giấy đây. Sau đó tôi chọn ở trên màn hình cái hàng thứ hai, nó có cái phần phóng to thu nhỏ, mà ở đây thì chúng tôi đã đưa sẵn các cái shortcut ra ngoài màn hình như thế này rồi. Ví dụ các bác muốn phóng từ A4 lên A3 thì các bác chỉ cần chọn A4 lên A3 như thế này, thì ở bên này nó có cái tỷ lệ phần trăm, đây là 141%. Nếu như mà mình không có các cái shortcut tạo ra rồi thì chúng ta có thể lựa chọn là đúng 141% thì nó sẽ phóng từ A4 lên A3, bằng cách là ta sẽ chọn vào cái góc bên dưới này. Đó, nếu như không có shortcut này nhá, thì các bác bấm vào phía bên dưới này, Radio Anna này, sau đó các bác chọn cái phần trăm ở đây. Ví dụ các bác nhập ở đây, nó có thể tăng giảm cái cộng trừ này, và các bác nhập cái phần number key này, và các bác gõ 141, các bác ok thì nó cũng tương tự như vậy thôi, chọn cái việc phóng to như ở đây, sau đó các bác nhập số lượng bản và đến start. Thì đấy, máy nó tự động nó lấy khay A3 này và tự động nó phóng lên cho các bác thành một bản A3 với tỷ lệ chuẩn 141%. Đó, đấy, đây là cái bản gốc là A4 này, bản gốc là A4 và nó phóng lên bản A3 như thế này, giữ nguyên kích thước được phóng gấp đôi. Ở ngoài phóng to ra thì chúng ta sẽ có cái phần là phần thu nhỏ về. Ví dụ tôi lại muốn thu nhỏ cái bản này về A4 chẳng hạn, thế thì tôi sẽ lại chọn ở đây, chọn shortcut ở đây, tôi sẽ chọn A3 về A4, hoặc là chúng ta sẽ chọn cái phần trăm ở đây, chúng ta thấy phần trăm ở đây là 71%. Sau đó các bạn cứ nhập số lượng và bấm start thì máy nó tự động nó chọn thôi, máy nó tự động nó chọn khay thôi. Đấy, bây giờ thì tự động giống như là hoàn toàn rồi, nên chúng ta làm nó rất dễ. Đó, chúng ta có cái bảng thu nhỏ từ A3 về A4 như này. Ví dụ tôi muốn thu nhỏ từ A3 này mà về A5 chẳng hạn, thì các bác cũng chọn vào đây. Đấy, các bác chọn thu nhỏ từ A3 về A5 là chúng ta sẽ chọn là 200%. Đây, tôi sẽ chọn ở đây là 200%. Đây là có cái chữ A5 lên A3, còn thu nhỏ từ A3 về A5 thì là 50%. Đó, các bác bấm OK. Lúc này vì ở đây tôi không có giấy A5 cho nên là tôi không thử được cho các bác. Nhưng các bác chỉ cần chọn 50% như là các bạn bấm start thì nó sẽ thu từ A3 này về A5 luôn. Đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể thu nhỏ một phần nào đó. Ví dụ như cái lề, đóng lề như này là nó nhỏ quá, tôi muốn là thu nhỏ lại một chút, thu nhỏ lại so với cái bản gốc. Tôi không phải thu nhỏ về A5 nhưng mà tôi thu nhỏ chỉ khoảng 90-95% thôi. Đấy, thì các bác cũng làm như sau. Các bác cho bản gốc vào đây này, các bác chọn cho tôi vẫn phần radio Anna cuối cùng ở góc bên phía tay phải, các bác chọn phần trăm ở đây, đây có các sẵn các cái phần trăm đây. Ví dụ tôi muốn thu nhỏ về 93%, tôi bấm OK, tôi bấm start thì lúc này nó vẫn lấy về A4 thôi, nó không tự động lấy về A3 khác bởi vì là thu nhỏ về 9 đấy. Thì các bác thấy là cái hình ảnh nó đã được thu nhỏ lại một chút so với bản gốc, nó thu nhỏ lại còn 93% thôi. Đấy, các bác nhìn hai bản này nó khác nhau này, nó có thu nhỏ lại đấy. Ngoài ra mình có thể thu nhỏ bất cứ về cái phần trăm nào. Đấy, sau này chúng tôi sẽ có những cái clip mà hướng dẫn cho các bác cách photo thu nhỏ như lòng bàn tay này, như lòng bàn tay mà hai mặt luôn. Đấy, các bác photo một số người cũng hỏi để photo phao thi ấy, tôi sẽ hướng dẫn cho khách hàng. Đó, bấm reset để trở về ban đầu. Chúc các bác thành công.